bạn đến với công ty của chúng tôi, CI Research, công ty chuyên nghiên cứu thị trường. Hôm nay, hãy cùng tôi đến thăm văn phòng và khám phá một ngày làm việc của chúng tôi nhé. Coming! Với sứ mệnh không chỉ mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, đối tác mà còn là môi trường phát triển vững chắc cho nhân viên, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, chúng tôi thấu hiểu nỗi lo lắng và trăn trở của quý công ty trong quá trình xây dựng phát triển lâu dài. Vì vậy, hãy trao cho chúng tôi, CI Research, cơ hội để được đồng hành cùng quý công ty đưa ra nhiều phương pháp nghiên cứu hiện đại và tối ưu nhất nhằm giảm thiểu thời gian, giảm thiểu chi phí cho khách hàng. CI Research đã không ngừng đổi mới và phát triển các phương pháp nghiên cứu thị trường khác nhau và đưa ra 6 loại hình dịch vụ nghiên cứu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đầu tiên là nghiên cứu khảo sát trọn gói. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ được hỗ trợ toàn bộ từ bước đầu nhận yêu cầu nghiên cứu cho đến nghiệm thu, đánh giá báo cáo. Thứ hai là nghiên cứu khảo sát thực địa. CI Research đã xây dựng đội ngũ nhân viên có mặt tại 9 thành phố lớn cả nước, sẽ giúp cho khách hàng giảm thiểu chi phí di chuyển, công tác tại nơi cần nghiên cứu. Thứ ba là nghiên cứu về ngành B2B. Khảo sát này sẽ giúp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi về tổng quan thị trường, đối thủ cạnh tranh, hệ thống kênh phân phối và hành vi tiêu dùng của khách hàng. Dịch vụ thứ tư là cung cấp báo cáo ngành có sẵn, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Nghiên cứu Mobile Panel mang lại nguồn dữ liệu data lớn và dễ sàng lọc. Nghiên cứu và đo lường hiệu quả quảng cáo, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro, tối ưu chi phí và đạt hiệu quả cao nhất. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với CI Research khi có bất cứ nhu cầu nào về nghiên cứu thị trường. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp tận tình về vấn đề mà quý khách đang gặp phải. Đây cũng là lần thứ ba mình đã làm việc với CI Research. Khi làm việc với bên CI Research, thấy họ luôn luôn có sự tìm hiểu về mỗi cái nghiên cứu và khảo sát mới và luôn đem lại cái gọi là cái kết quả rất là tốt. Họ hiểu được rằng là cái hệ thống như thế này nó đang hoạt động như thế nào, có những cái đặc thù, những cái nét gì để có thể tiến hành hỗ trợ cho những cái khảo sát, những cái nghiên cứu đó. Có những cái báo cáo email để cập nhật tình hình hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, và luôn luôn có sự phản hồi giữa hai bên để đảm bảo cho ra kết quả tốt nhất. Thay mặt cho CI Research, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ CI Research trong thời gian vừa qua. Chúng tôi thành công được là nhờ sự đồng hành cùng với đội ngũ nhân viên, bao gồm team researcher, team fieldwork, team QC, đã đồng hành và đã thực hiện nhiều dự án từ đơn giản đến khó khăn trong thời gian vừa qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có những cái dự án lớn hơn và có những dự án tiềm năng hơn để chúng ta có thể phát triển và cải thiện nhiều hơn nữa. CI Research có đội ngũ nhân viên với trình độ chuyên môn cao, thành thạo kỹ năng và nắm bắt tốt xu hướng marketing. Tại CI, chúng tôi đề cao các giá trị sáng tạo, năng động, đoàn kết. Những chương trình từ thiện nơi vùng sâu vùng xa gặp khó khăn hay các hoạt động thể thao giải trí nhằm kết nối mọi người với nhau, thư giãn sau giờ làm việc, nâng cao sức khỏe và khơi dậy sự sáng tạo.